Nhờ tình cảm đại gia đình mà sức khỏe Ngọc Sơn hơn 10 lần ngày xưa đấy nghe, vô được thiệt hạ đó. Quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù tình bình là bề dâu trai ngang. Đã thương nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào tình cũng vẫn không phai. Khi ấy bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, anh hẹn mùa xuân sang anh sẽ cưới em. Lá thu bay rồi đến đông dần tan, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang, cho người lắm lê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, xem như mình đã già. Chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Tại giờ thì biết sao Ngọc Sơn là hát khỏe hát tốt không? Thì nhờ tập đã. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen.